Dạ, Tuấn đang thấy bác đang tiến lên. Chúng tôi sẽ được mời nhà sản xuất Trinh Hoang. Chúng tôi cũng xin được mời nhà giáo ưu tú nghệ sĩ Mạnh Dung trong vai ông bà Bác Rắn. Chúng tôi xin được mời nghệ sĩ Thanh Điềm, diễn viên Hứa Vĩ Băng trong vai thầy giáo Bảy. Và cũng xin được mời, bây giờ không gọi là diễn viên Nhí được rồi, và anh Hùng Thuận, diễn viên Hùng Thuận ạ. Và diễn viên Nhí Hạo Khang trong vai bé An. Diễn viên Phùng Ngọc, diễn viên Nhí Kỳ Phong trong vai bé Cò. Xin được mời diễn viên Lê Quang và diễn viên Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng. Xin được mời diễn viên Thanh Vi, diễn viên Hồng Ánh trong vai Má An. Diễn viên Cát Phượng và diễn viên Băng Di trong vai Tư Mắm. Dạ, Trấn Thành đang đẩy bác Mặc Cang vào trong và mọi người vỗ tay cho cái hình ảnh rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Thật là ấm cúng thưa quý vị, thật là ấm áp ạ. Xin được mời diễn viên Thúy Loan và diễn viên Bích Ngọc trong vai Út Trong. Diễn viên Mai Thanh Dung, diễn viên Tuyền Mập trong vai Tư Ù. Xin được mời diễn viên Tiến Luật trong vai Ông Tiều. Diễn viên Tuấn Trần trong vai Út Lục Lâm. Diễn viên Nhí Bảo Ngọc trong vai Út Sinh và diễn viên Hoài An ạ. Xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng tiến lên khu vực ghế ngồi để chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các anh chị phóng viên. Dạ xin mời Tuấn Trần ạ. Dạ mời chị. Dạ, Minh Tuấn xin được mời tất cả các diễn viên chúng ta sẽ cùng tiến xuống dưới ạ. Dạ, và chúng tôi chắc chắn là sau khi xem bộ phim Thành ơi, Thành là một bất ngờ. Phải nói là bất ngờ rất lớn trong bộ phim. Thật ra thì trước khi mà Tuấn nhìn thấy rất nhiều các thông tin và Tuấn thấy là có tên Trấn Thành ở trong đây, Tuấn biết chắc chắn một điều, bác Ba Phi ở trong phiên bản này sẽ không có bình thường đâu. Và thật sự là không bình thường thật, đúng không ạ? Những cái câu mà nó... Tôi rớt nước mắt ngay cái khúc mà Thành xuất hiện trên sân khấu của cái vở Tuồng Cải Lương đó. Mọi người dành một tràng vỗ tay cho Trấn Thành giúp chúng tôi được không ạ? Xin mời Thành ạ. Xin cảm ơn anh MC. Trước tiên thì... Ông là cháu luôn bà. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ bác Bà Phi trẻ phải hỏi bác Bà Phi ngày xưa. Bác Bà Phi coi thấy được không? Ông nói vậy tôi đâu biết nói gì. Mà bác Bà Phi nãy giờ coi phim hay không? Không phù quá. Mày không, bác Bà Phi có mày không? Biết nói sao giờ? Để chờ cho cái phim này đông khách. Khán giả mua vé và thiệt nhiều đang làm phim mà vậy á. Hay thì mình nói miệng hay. Nhưng mà những người mua vé vô coi đó phải hỏi ra. Mua vé coi vô đông này càng tốt. Dạ, cảm ơn bác Bạch Cang. Thật ra thì cái bộ phim này thì cái người làm đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng. Cho nên mọi người có thấy nhiều khi thấy PR quá tưởng phim của em, nhưng không phải. Thật ra cái người đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng. Để em phải nói rõ là đây cái hay ho nhất là con người này, người ta là người đầu tiên, làm những viên gạch đầu tiên để xây dựng ra cái bộ phim này. Thì Thành chỉ là một cái người mà khi mà dự án được... phát thảo ra thì anh Nguyễn Quang Dũng với lại anh Trinh Hoang ở bên nhà sản xuất HK thì có mời Trấn Thành để cùng tham gia là vai bác Ba Phi, cũng tham gia với vai trò là nhà sản xuất, tại vì cũng mong muốn là có sự đồng hành của Trấn Thành để làm cho bộ phim được nó chặt chẽ hơn. Thì lúc đầu nói thiệt với quý vị là Thành cũng hơi đắn đo một chút xíu, là tại vì kinh phí nó lớn quá. Em là một nhà đầu tư, chứ bao giờ em nghĩ em có thể đầu tư một cái phim mà kinh phí lớn như vậy. Mà mình nghĩ là, trời ơi, cái phim này mà nghe mấy anh báo cái con số, thật sự là cái em chán ngợp. Em nói, trời, có nên đầu tư không? Nhưng mà em về nhà em đọc cái kịch bản xong, rồi với tất cả những gì mà em nhớ về đất Phương Nam ngày xưa khi mình coi, ngày nào mình cũng ngồi mình đợi buổi tối để mình mở đất Phương Nam lên mình coi, thì mình cảm thấy rằng là mình phải làm cái gì đó cho điện ảnh. Tại vì nếu như không có những người mà chịu cực như là anh Dũng hay là bác Hoang ở đây mà chịu làm những cái đề tài này, những cái bộ phim như vậy, thì sẽ rất ít đạo diễn người ta dám thử thách trong một cái bộ phim mà kinh phí thì nhiều mà
không biết là mình có lấy lại được tiền lời hay không, không biết là khán giả có chịu xem lại cái bộ phim này hay không. Và cũng dạ lo sao vậy? Lo được không? Được. Dạ. Thì nói thiệt là tại vì cái đề tài này nói gì nói chứ nó cũng là một cái đề tài về lòng yêu nước, về anh hùng và một cái câu chuyện của một bạn nhỏ đi tìm cha. Thì dĩ nhiên trong nó có cái hấp dẫn của cái phiên bản điện ảnh, nhưng mà mình cũng rất là lo, tại vì khi mà quý vị đầu tư một cái phim mà vốn lớn quá thì cái việc mà mình huề vốn thôi, cái phim này là phải ít nhất là trên 100 tỷ mới gọi là huề vốn thôi đó quý vị. Mà quý vị thấy không, ở cái thị trường hiện nay sau Covid là hiện nay khán giả ra rạp hầu như là rất là ít, tại vì người ta quen cái thói quen ở nhà, người ta có những cái nền tảng ở trên truyền hình người ta xem, cho nên ít khi người ta ra rạp. Mà mình đầu tư một cái phim như thế này thì thật sự là rất là lo. Nhưng mà Thành nghĩ là thôi kệ, ông Tổ cũng đã cho mình nhiều, khán giả cho mình nhiều, mình phải làm một cái gì đó để những cái dự án hay ho và ý nghĩa như thế này được xảy ra. Cho nên Trấn Thành diễn ra dạ, dạ. Được diễn ra thì em mới nói là phải làm cái gì đó. Em đồng ý tham gia và hoàn toàn đóng góp tất cả những gì mà em có thể. Và ngày hôm nay khi mà em ngồi em xem, mọi người thì có thể thưởng thức, nhưng mà em thì dựng cái phim này lâu quá rồi, em coi em thuộc từng scene luôn rồi. Em thì ngồi em đĩa và biểu cảm với quý vị. Thì em thấy không có những nụ cười, những cái đoạn action quý vị cũng xích xoa. Rồi em thấy mọi người cũng dụi mắt. Đợt nào xúc động quý vị cũng dụi mắt. Em thấy ngồi kế bên em đằng sau cũng Em có nghe. Em mới nói mừng trong bụng rồi. Nói chung là phản ứng khán giả rất là tốt. Và không biết quý vị thật sự xem phim này quý vị có thấy hay không ạ? Dạ, nói chung là chúng thấy hay nhất là cái đoạn mà Bằng Di mà bị phóng dao là một người vỗ tay to lắm. Dạ, coi như là phóng dao cái là vỗ tay liền. Dạ. Nói chung là nếu như mà quý vị đã có một cái cảm giác như thế này thì cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và con cũng hy vọng là cảm giác của tất cả những cái anh chị, những đàn anh, đàn chị tiền bối ngồi đây cũng có cùng cảm giác như quý vị ngồi bên dưới, là cũng sẽ yêu thích một cái bản điện ảnh, là một cái version khác so với bản truyền hình, nhưng mà cũng cùng một cái ngôi nhà chung, như là nãy thầy Mạnh Dung nói là ngôi nhà của đất phương Nam. Dạ. Dạ. À, mình Tuấn thấy là hình như là còn thiếu anh Cờ. Anh Phùng Ngọc anh ngồi lên rồi ạ. À đúng rồi ạ. Tại vì ekip nhắc em là còn thiếu người. Em có còn thiếu diễn viên nào ở đây không ạ? Dạ. Dạ, còn ai mọi người nhắc giúp em nha, tại vì anh Phương Điền. Dạ. Dạ thôi bây giờ em nghĩ là cái dàn diễn viên của mình thì hiện tại ở đây cũng đã khá đủ rồi. Em cũng không có còn ghế nữa, cho nên là em xin phép là em sẽ giữ đội hình bao nhiêu đây thôi. Còn nếu mà có ai hỏi câu hỏi của các vị khách mời trên kia thì em sẽ chạy lên kia, không sao ạ. Bậc trưởng bối là hiểu. Sai là chỉnh liền, dạ. Hiểu mà, biết mà. Dạ, cho em hỏi anh Hùng Thuận. Tại vì bây giờ em muốn tập trung vô một cái người mà phải nói là gắn liền với bộ phim này. Em muốn biết cảm xúc của anh, của An khi nhìn lại version An sau 28 năm. Tại em nghe anh nói là năm 95 anh quay phim đúng không? Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ là 28 năm chứ không phải là 25 năm. Bộ phim ra mắt là 25 năm. Dạ em mời anh. Trước tiên thì Hùng Thuận thật xin cảm ơn cái buổi công chiếu đặc biệt ngày hôm nay. Trước tiên thì em Thuận có rất là nhiều cái cảm xúc đặc biệt từ khi mà giọng hò của bài ca đất phương Nam cất lên, cho đến những cái scene hình đầu tiên. Một cảm giác thật sự là hồi hộp và cảm như là mình xuyên không về quá khứ khi mà thấy được tất cả những cái hình ảnh, những vai diễn và những câu hò ở trong phim. Xin cảm ơn Nguyễn Quang Dũng đã khắc họa lại một chặng đường của cậu bé An đất phương Nam của phim bản truyền hình, và bây giờ là đất rừng phương Nam của phim bản điện ảnh. Một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, màu sắc và rất nhân văn. Và thú vị khi mà cái mối quan hệ và cuộc dạo chơi của Lục Lâm và nhân vật An thật sự tuyệt vời. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Dũng. Dạ. Riêng bản thân tôi cũng rất thích cái hình ảnh đó.
À, và tôi có thêm một câu hỏi dành cho Trấn Thành. Theo như lời tâm sự Trấn Thành thì khi Trấn Thành nhận vai nhận cái phim và kế hoạch của phim Đất Rừng Phương Nam thì Trấn Thành có một chút lo lắng. Vậy thì bây giờ thì Trấn Thành cảm giác như thế nào? Cái lo lắng nó còn hay là không? Và với Thành thì Thành cảm thấy như vậy đã chưa? Dạ, thiệt sự ra thì em cũng là cái thân phận ăn nhờ ở đậu thôi. Coi như là cái phần anh Diệu Dũng với bác Hoan đi quay về sao thì ở nhà em làm hậu kỳ, em gom gạo, em nấu cơm. Thì muốn trả lời câu hỏi của anh Thuận là có hết lo hay không thì phải để sau buổi tối 13 em coi phòng vé báo số nhiều em biết được là còn lo hay không. Dạ, nên quý vị thương sau 13 chỉ cần phòng vé nó tan xịt ra hai số đó là tự nhiên em cười tươi, em ngủ ngon liền. Đó. Ờ, sẽ như thế nào nếu mà ông Thuận sẽ bao một rạp và mời... Trời ơi! Nói gì nữa? Quý vị thấy không? Bé An năm nay 40 tuổi rồi. Bé An năm nay 40 tuổi, bé An bao một rạp đi coi. Anh bao rạp nào, anh đừng nói bao rạp này nha. Anh bao rạp này là mệt anh lắm nha. Sẽ lọc lời hứa và chắc chắn là ông Thuận sẽ thực hiện với điều đó với lại chúng ta nhé. Và coi như là một lời cảm ơn của đất Phương Nam và đất rừng Phương Nam. Nhưng mà anh thấy An của năm nay 2023 anh thấy An dễ thương không? Cảm giác mà ngồi kế bên An mini và An An Nhí á, thực sự là khá đặc biệt và ông Thuận cảm thấy là hình bóng của mình ở trong đây. Cảm ơn con. Cảm ơn anh Thuận. Cảm ơn câu trả lời của Trấn Thành cũng như là cảm ơn câu hỏi của anh Thuận. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là Trấn Thành sẽ mỉm cười và cảm thấy an lòng nếu mà phòng vé báo về trên 100 tỷ. Từ đó là mình vui lây trở lên thôi, đúng không ạ? Một bộ phim nhanh lắm quý vị, 3 ngày lại cho mình biết mình vui hay buồn liền. Rồi, yeah. Có một cái điểm đặc biệt ở trong cái bộ phim này là có lẽ như là có những diễn viên mà tham gia cả hai version luôn. Rất tiếc là ngày hôm nay khi mà mình không có chú Trung Dân ở đây để mà mình trò chuyện. Chắc là cho phép Tuấn sẽ... có ai hỏi không ạ? Không là em xin phép em chuyển câu hỏi tiếp ạ. Dạ rồi, em xin hỏi chị Cát Phượng. Dạ anh Hùng. Anh Hùng. Dạ anh Hùng, anh đang ngồi kế Tư Mắm phiên bản điện ảnh. Dạ, xin cho em micro đến tay chị Phượng giúp em. Dạ. Tư Mắm ngày xưa, thấy hình ảnh Tư Mắm bây giờ như thế nào ạ? Em muốn biết cảm xúc của chị. Tại vì hồi nãy chị là cái người mà phản đối em nhiều nhất khi em quên băng di. Dạ em xin lỗi, tại vì trong đó em biết tên. Chứ bộ, tại vì dạ. Em ngồi kế bên mình mà tự nhiên quên một Tư Mắm hôm nay. Dạ. Thì hơi mình hơi bị buồn. Thật ra thì quý vị, cho các xin cảm ơn một buổi xem phim như thế này. Các không có đóng, nhưng mà tự nhiên đến đây rồi vô rạp này kia, mình cũng hồi hộp giống như là mình có đóng trong đây vậy đó. Trời, xong bắt đầu những cái thước phim đầu tiên là mình cứ cuốn mình theo, mình coi là nước mắt của mình tự nhiên nó chảy ra mọi người ơi. Bắt đầu từ cái cảnh của An á con, rồi những cái scene mà hai Út Lục Lâm rồi cổng con này kia, trời tự nhiên quá hay, mà bắt đầu giọt nước mắt tôi thật sự tôi rớt. Là những cái cảnh mà gọi là chiến đấu á, chiến đấu vì nước á. Quá cảnh nó quá trời hay, quá là đẹp, đánh cũng đẹp mà góc quay cũng đẹp mà diễn viên diễn rất là thần thái. Trời, nói chung là rất là hay. Còn riêng về cái vai của em á, ngày xưa thưa với các bạn là đó là phim truyền hình thì tải đủ hết những cái tập như thế nào, cảnh đó làm sao. Còn bây giờ là bản điện ảnh là phải như vậy. Thì bản điện ảnh thì em có diễn rất là hay ở bản điện ảnh, mà chị thì ngày xưa thì phim truyền hình mà thì những cái ánh mắt như thế nào thì đủ tải hơn, nhưng mà bây giờ gói gọn trong cái phim như thế này thì chị thấy em diễn quá xuất sắc. Thì bây giờ thưa với các bạn là cái phim này các sẽ nói một điều duy nhất là cái phim này sẽ thắng các bạn ạ. Yeah. Thắng bởi vì cái tình đồng nghiệp, và thắng cái điều thứ hai nữa là cái gọi là những cái mà
cái tình con người mà nó, nếu mà nói về đất nước, yêu đất nước đó, cái tình đồng bào đó cũng sẽ thắng mọi người. Cái mạch phim rất là hay. À, cảnh cuối là xúc động đó mọi người. Nói chung là cái phim này không biết nói gì, là từng vai đều hay. Mai Tài Phến xuất hiện rất ít nhưng mà thần thái của em quá xuất sắc luôn. Thật sự, thật sự. Tôi coi tôi nổi da gà. Cái chỗ mà giết cái con cá sấu á, là trời hết hồn luôn. Nói chung là không biết nói gì nữa rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Phương. Dạ. Dạ, mọi người có quay cái đoạn này, cân nhắc khi post lên TikTok giúp em. Tại vì nó spoil phim nha mọi người. Cân nhắc kỹ kỹ giúp em. Em cảm ơn chị Phương. Không à, tính tôi có sao nói vậy mọi người ơi. Dạ. Phim hay tôi nói hay, phim không tôi nói không. Không vì biết lý do gì. Và tôi nói cái bản điện ảnh này rất đáng xem. Khi quý vị đến đây xem phim, quý vị không có cảm thấy là uổng tiền đâu mọi người. Này, tôi nói thiệt. Cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ em xin nhường câu hỏi lại cho anh Hùng. Hồi nãy quê tôi mới làm ra. Bây giờ tôi làm mấy cái